Kính chào quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục Nhà đẹp Kaito, nơi mang tới cho quý vị về những mẫu nhà đẹp mắt và ưng ý nhất tại Việt Nam. Và ngày hôm nay thì Minh Thưởng cùng Nhà đẹp Kaito đang có mặt tại đội 3 số 10A, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc để giới thiệu cho quý vị về mẫu nhà 2 tầng mái Nhật mang phong cách thiết kế hiện đại của nhà vườn đang được chúng tôi trực tiếp thiết kế dành cho chủ đầu tư là anh Điêm. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng vào bên trong chúc mừng tân gia và cùng tham quan cùng Minh Thưởng nhé. Xin mời quý vị. Và kính thưa quý vị thân mến, trước khi mà chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan cũng như chiêm ngưỡng về công trình 2 tầng mái Nhật mà đang được chúng tôi trực tiếp thiết kế dành cho chủ đầu tư là anh Điêm ở đây, thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những tâm tư, những tình cảm và những sự đánh giá nhận xét về thiết kế mà nhà đẹp Kaito đã mang lại dành cho gia đình của anh. Dạ vâng, chào anh Điêm ạ. Dạ vâng. Chào bên gia đình bên Kaito. Dạ vâng. Thưa anh Điêm thân mến, ngày hôm nay thì nhân dịp là chúc mừng tân gia nhà mới thì em Thưởng đại diện nhà đẹp Kaito có món quà là nhân dịp chúc mừng gia đình anh này. Bên cạnh đó là thay một lời cảm ơn chân thành vì sự tin tưởng và lựa chọn của anh dành tặng tới nhà đẹp Kaito chúng em khi mà mình tìm kiếm đơn vị thiết kế cũng như là đưa lại cho mình một cái công trình tuyệt vời như này ạ. Cảm ơn bên Kaito. Mình cũng sau bao năm thì cũng cố gắng để dành dụm tiền để làm được ngôi nhà. Thì trong khi đó cũng lên trên mạng hay mọi thứ tìm hiểu về bên nhà đẹp Kaito của mình. Thì cảm thấy rất là hài lòng về khi mà thiết kế và trong khi mà thi công hoặc là mọi cái vấn đề thắc mắc khó khăn thì trong khi thi công thì cũng có bên Kaito đội viên chuyên nghiệp của bên mình đã giúp đỡ và đã để cho mình hoàn thành được cái ngôi nhà như này. Thì nói chung là mình cũng rất là hài lòng về vấn đề này, không chỉ mình và toàn thể gia đình mình cũng rất hài lòng về vấn đề này. Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và đặc biệt rằng là bởi vì là trong khi mà em nhìn qua bản thiết kế nó đã đẹp đấy, nhưng mà khi mà xuống tận dưới nhà mình ấy, em nhìn thấy rằng là màu sắc bên ngoài nó còn đẹp hơn anh ạ, cực kỳ là lộng lẫy và nguy nga. Và không biết rằng là khi mà em xuống đây thì hầu như là ở dưới khu vực của mình ấy thì khá là ít những cái công trình mà nó giống như ngôi nhà của anh. Đó thì không biết rằng là hàng xóm xung quanh sau khi mà thấy công trình ấy thì đánh giá sao về ngôi nhà bên em mang lại? Nói chung là khi mà xây dựng xong công trình của bên thiết kế của bên nhà đẹp Kaito thì mọi người ở xung quanh ở đây thì họ cũng đến chiêm ngưỡng và họ cũng đến xem thì thật sự là họ cũng thấy hài lòng về tất cả những cái gì mà bên Kaito đã thiết kế và làm ra cho mình. Dạ vâng, dạ. Và kính thưa quý vị thân mến thì đây cũng là một trong số những khách hàng mà thật sự là nhà đẹp Kaito rất là may mắn bởi vì anh đã lựa chọn qua rất nhiều đơn vị và anh đã tin tưởng đội ngũ cũng như thiết kế của Kaito. Và không biết rằng là trong quá trình khi mà làm việc cùng với bên em ấy thì anh đánh giá sao về cách làm việc từ tư vấn, từ thiết kế, từ kiến trúc bên em mang lại? Về trong quá trình làm việc thì mình rất cũng phải nói là cũng phải thực sự là rất hài lòng. Vì cái đội ngũ của bên nhà đẹp Kaito đã có những cái tư vấn hay là có những cái hỗ trợ trong khi thiết kế ngôi nhà cũng rất là tuyệt vời. Rất là nhiệt tình, Dạ vâng, cảm ơn anh Điêm rất nhiều ạ. Và thật sự là cảm ơn anh một lần nữa vì những sự tin tưởng và lựa chọn đến từ thiết kế bên em. Và kính chúc anh cũng như các thành viên ở trong gia đình khi mình đã có một công trình tuyệt vời như này rồi thì sẽ luôn luôn ăn lên làm ra này, thành công, phát triển và thành đạt ạ. Dạ vâng. Cảm ơn bên nhà đẹp Kaito mà cũng mong rằng bên nhà đẹp Kaito sẽ có nhiều cái kiến trúc và nhiều cái kiến trúc đẹp hơn nữa để dành cho tất cả mọi người, không chỉ riêng mình và tất cả mọi người ở trên đất nước Việt Nam mình. Dạ vâng. Có những ngôi nhà thật là đẹp. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Và tới đây thì thưa anh Điêm thân mến, em cũng xin phép anh là sẽ đưa toàn thể quý vị khán giả đang đón xem chương trình ngày hôm nay sẽ đi tham quan một vòng về công trình của nhà mình, qua đó để giúp cho quý vị có góc nhìn rõ nét hơn về công trình và mẫu nhà 2 tầng mái Nhật của nhà vườn. Từ đó thì quý vị sẽ có thêm những ý tưởng, những cái sáng tạo, từ đó hoàn thiện về cái ngôi nhà mơ ước ạ. Rồi, dạ ok, xin mời bên nhà đẹp Kaito có để tham quan bên ngôi nhà của mình. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Dạ vâng. Và kính thưa quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã được lắng nghe nhận xét đánh giá của chủ đầu tư là anh Điêm. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng với Minh Thưởng vào bên trong tham quan và cùng chiêm ngưỡng về công trình mà nhà đẹp Kaito đã mang lại dành cho anh Điêm nhé. Xin mời quý vị. Và kính thưa quý vị thân mến, hiện tại vị trí của Minh Thưởng đang đứng đây chính là vị trí sân của ngôi nhà. Và khi mà đội ngũ kiến trúc sư cũng như là đo đường của chúng tôi xuống dưới đây thì đã bay flycam và đo đạc diện tích. Thì tổng diện tích đất mà anh Điêm đưa ra chúng tôi chính là 256 m² nhá. Đó,
Và anh muốn sẽ chúng tôi thiết kế một cái công trình đâu đó tầm 90 đến 92 mét vuông dành cho một công trình 2 tầng mái Nhật mang phong cách thiết kế hiện đại. Thì quý vị thấy rằng là với một cái khuôn viên khá là vuông vắn này và rộng như này và thiên về chiều sâu của mảnh đất, thì chúng tôi đã làm hầu hết lùi công trình về phía bên góc tay trái nhé. Đấy, quý vị thấy không ạ? Đó, lùi hết về phía bên tay trái này. Và chúng tôi sẽ trừ đâu đó cái diện tích ở phía trước mặt tiền này và phía bên hông tay phải đây để làm sân cũng như là làm vườn. Đó, thì quý vị thấy rằng rất là rộng khi mà ở đây từ phía cổng vào thì anh Điêm có thể để dễ dàng 2 chiếc xe ô tô, quá thoải mái luôn. Đó. Rồi, và trước khi chúng ta sẽ tìm hiểu về công trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị sẽ ngắm qua một chút về khu vực cổng ra vào ở bên ngoài sân nhé. Đó. Thì sẽ giới thiệu qua một chút là đây là những cái màu sắc mà anh Niêm sẽ lựa chọn và dựa trên là hợp mệnh này, hợp tuổi này và là những màu sắc mà anh yêu thích, chính là những cái màu nóng. Quý vị thấy rằng là ở đây đan xen hai màu là vàng và nâu nhá. Đấy. Và chất liệu đây chính là bằng chất liệu sắt hộp được sơn tĩnh điện bên ngoài. Đấy. Đặc biệt quý vị nhìn này, cái dạng cột cổng ở đây thì được anh Điêm thiết kế là chúng tôi sẽ sơn cái dạng gọi là sơn giả đá. Đấy, quý vị thấy không ạ? Những cái vân đá rất là đẹp như này. Đấy. Thì khi mà chúng ta nhìn từ xa ấy, thì nó sẽ trông cực kỳ là bóng và đẹp, giống như là chúng ta ốp đá vậy. Đó. Ở hai bên là sẽ có cái dạng đèn sáng nhé. Đấy, phía trên là sẽ có lợp ngói giống như là mái ngói của ngôi nhà. Đó thì cũng sẽ thuận mắt hơn, đẹp mắt hơn. Rồi, và với cái khuôn đất là 256 m2 như này thì chúng tôi cũng đã tính toán và đưa ra một công trình thiết kế như sau. Với công trình của nhà anh Niêm, mặt tiền có chiều dài là 7,8 m này, chiều sâu công trình là 11,8 m thì đâu đó tổng diện tích mỗi sàn sử dụng là 92 m2 nha quý vị. Đó, 92 m2. Đó. Nếu như mà tính từ cốt sàn lên cốt trần nhà là 3m9, còn tầng 2 là 3m6. Nhưng mà với ngôi nhà của nhà anh Niêm ấy thì sẽ có thêm cái dạng trần thạch cao giật một cấp, cho nên là chiều cao gọi là sử dụng sẽ là 3m6 nhá. Rồi. Và chúng ta sẽ nhìn qua một chút này. Với công trình nhà anh Niêm thì chúng tôi đã thiết kế đan xen giữa hệ bậc tam cấp và mái Nhật. Với việc mà sử dụng như này, chúng tôi cũng sẽ tính toán theo 4 tiêu chí nhá. Một là chiều cao nền sân với mặt đường. Thứ hai là chiều cao của nền bóng với hệ mái. Thứ ba đó là mức chi phí mà anh Điêm mong muốn. Và thứ tư đó chính là cái diện tích khuôn viên sân vườn còn lại khi mà chúng ta thiết kế hệ sảnh ở đây. Đó, thì chúng tôi cũng đã lựa chọn theo những thiết kế như vậy và đưa ra là tam cấp và mái Nhật sẽ giúp cho ngôi nhà của anh Điêm sẽ vừa vặn, đẹp mắt, ưng ý và trông nó sẽ hài hòa khi mà nhìn từ xa hay là nhìn ở gần. Bởi vì là nền sân của nhà anh Điêm khá là cao, đâu đó tầm 1,5 m. Đấy, nền đất khá là cao đúng không ạ? Rồi, và quý vị thấy rằng là về màu sắc thì sao ạ? Màu sắc thì cũng tương tự khi mà anh Điêm cũng sẽ muốn những cái màu mà mang lại cái sự yêu thích của mình. Khi mà đây chúng tôi sẽ lựa chọn màu trắng làm tông chủ đạo bên ngoài nha. Đan xen cùng với đó chính là màu nâu. Đây là cái màu mà anh Điêm sẽ cực kỳ là hợp mệnh và yêu thích của anh. Và nó sẽ mang thiên hưởng gọi là nó hơi ấm áp một chút. Đó. Thì quý vị thấy rằng là những cái màu sắc màu trắng như này nhá, thì sẽ giúp cho ngôi nhà của anh trở nên tươi mới này, tinh khôi này, và mang lại một cuộc sống trọn vẹn, đầy đủ và ấm áp. Và những cái đường phào chỉ màu nâu nó chạy dọc với công trình, quý vị thấy không ạ? Rất nhiều này, từ tầng 2, tầng 1 này. Đó. Từ khu vực của hệ tường sang hệ cột sẽ giúp cho ngôi nhà trở nên cơ bắp. Đó, rồi chắc chắn và nó hiện đại hơn, đúng không ạ? Rồi, ở đây quý vị thấy rằng là khu vực sảnh chính này, bên kia chính là sảnh phụ và chúng ta sẽ có hai lối đi vào không gian của ngôi nhà anh Niêm nhé. Thì sảnh chính sẽ liên thông với khu vực của phòng khách, còn sảnh phụ thì sẽ liên thông với khu vực của phòng bếp. Ở đây thì chúng tôi có thiết kế thêm một khu vực của cửa ra bên hông công trình này nữa. Đó, thì sẽ giúp cho không gian đi lại nó dễ dàng hơn, thuận tiện hơn và thông thoáng hơn. Đấy, thì một lát thì mình thử sẽ giới thiệu khi mà chúng ta vào bên trong nhé. Rồi, và về thiết kế mặt tiền thì sao ạ? Đây, xin mời quý vị. Với cái không gian khá là rộng ở khu vực sảnh chính như này thì anh Điêm đã sử dụng hoàn toàn bằng cái dạng gạch đen. Đó, thì những cái dạng này thì nó mang chất liệu đó là đá tự nhiên nhá. Đấy, rất đẹp, rất tinh xảo. Đó, độ bền bỉ tốt này. Quý vị thấy rằng là những cái hệ cột khi mà chúng tôi thiết kế dành cho các hộ gia đình tại Việt Nam cũng như nhà anh Điêm ấy, thì là những cái chân cột cực kỳ to, chắc chắn như này. Đó. Và ốp nguyên cái dạng gạch đá nhá. Đấy, rất đẹp. Đó. Rồi.
Còn thân cột thì cũng giống như màu tường khi mà đan xen giữa hai màu trắng và nâu này. Quý vị thấy rằng là những cái đường phào chỉ ở giữa cột đâu đó tầm 15 phân. Đấy, 15 phân nha quý vị. Thì quý vị thấy rằng là hệ cột ở nhà anh Điêm to như thế nào đúng không? Đấy, này, chạy dọc lên này. Đó, quý vị thấy rằng là từ khu vực sảnh chính lên ban công tầng 2, chúng tôi thiết kế với những hệ cột vuông vắn và nó cũng đường phào chỉ nâu nó chạy dọc như này. Đó, sẽ giúp cho công trình của chúng ta đã cao rồi mà nó còn mang cao giáo hơn, đẹp mắt hơn và tinh tế hơn đúng không? Đấy, xung quanh là chúng tôi có thiết kế rất nhiều những cái bồn hoa chạy dọc từ mặt tiền này, rồi là bên hông công trình này, để có thêm cái không gian để giúp cho gia đình anh Điêm trồng những cái cây, những cái loại cây, loại hoa mà mình yêu thích. Đó, rồi và với công trình của nhà anh Điêm ấy thì chúng tôi sẽ sử dụng chung chất liệu của cửa chính này, cửa ở sảnh phụ này, rồi là cửa sổ, cửa ra ban công tầng 2 đều dùng đó là nhôm sinh pha và kính cường lực nha quý vị. Bởi vì là nó sẽ vừa tiết kiệm chi phí hơn khi mà chúng ta sử dụng những chất liệu cửa truyền thống như là lim nam phi đúng không? Ngoài ra thì đối với khu vực miền Bắc và miền Trung của chúng ta, khi mà quý vị sử dụng những chất liệu là nhôm sinh pha và kính cường lực như này, thì trong quá trình khi mà chúng ta sử dụng bề lâu và dài ấy, mưa gió này, rồi là nắng nôi này, thì nó sẽ chống công vênh, chống mối mọt và nó có độ bền bỉ hơn, chống phai màu hơn, giúp cho ngôi nhà trở nên hiện đại, chắc chắn và nó mang cái thiên hưởng nó đẹp mắt hơn. Đó, rồi. Chúng ta sẽ tiến sâu hơn một chút nhé, để xem là ở sảnh chính này. Đó, ở sảnh chính quý vị thấy rằng là ở đây thì anh Điêm đã có thêm một cái thảm gạch cực kỳ đẹp. Đó, ở chính thảm thì sẽ có họa tiết hoa văn là chống đồng đông sơn nhá. Wow, đây, bốn góc này, nó sẽ có cái ngọn lửa này. Đó, quá là đẹp đúng không? Điều này sẽ tôn thêm cái vẻ đẹp từ mặt tiền công trình khi mà chúng ta nhìn từ bên ngoài vào, hay là nhìn từ phòng khách ra thì cũng sẽ giúp công trình đẹp mắt hơn và thuận mắt hơn đúng không ạ? Trên trên là có một cái đèn sáng này. Đó, rồi. Và xin mời quý vị sẽ vào bên trong để xem là công trình chúng tôi sẽ thiết kế công năng làm sao nó hài hòa, đẹp mắt và nó mang lại sự đầy đủ trong nhu cầu sử dụng của các thành viên nhà anh Điêm nhé. Rồi, xin mời quý vị. Rồi, và với công năng của nhà anh Điêm thì tầng 1 sẽ bao gồm là một phòng khách này, một bếp này, một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Thì hiện tại vị trí Minh Thường đang đứng đây chính là không gian phòng khách. Với việc mà sử dụng chất liệu cửa chính ra vào bằng nhôm hệ, cho nên là chúng tôi sẽ sử dụng chất liệu ở bên trong đan xen cùng với đó chính là hệ rèm màu xám đen như này. Thì trong quá trình khi mà sử dụng với lâu với dài ấy, thì anh Điêm cũng có thể là gì, kéo rèm ra này. Đó, thì chúng ta sẽ có thêm cái không gian tự nhiên hơn, thoải mái sử dụng hơn. Và cái diện tích phòng khách của nhà anh Điêm rơi vào là 25m² nha quý vị. Với cái diện tích như này thì chúng tôi cũng đã gợi ý dành cho anh Điêm là sử dụng cái khuôn khổ là 80x80. Bởi vì từ cái diện tích 20m² trở lên ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng những chất liệu như này. Gạch 80x80 sẽ góp phần là tiết kiệm thời gian thi công hơn này. Nó giúp cho không gian trở nên cân đối, hài hòa, đẹp mắt hơn. Và cũng như là những cái màu sắc yêu thích của nhà anh Điêm ấy, khi mà anh sẽ sử dụng chất liệu là gạch giả vân đá theo cái dạng là màu xám vàng nha quý vị. Đó. Và ở trên thì cũng sẽ có một lớp bóng kính này. Đó, rất là đẹp đúng không? Khi mà chúng ta mở cửa này hay là mở đèn lên thì nó cũng sẽ phản quang lại, giúp cho không gian đã sáng, đã đẹp, đã thoáng rồi đúng không? Đấy. Và ở tường đó thì như tương tự với những công trình gần đây, và chúng tôi luôn luôn đưa ra gợi ý chính là chúng ta sẽ ốp những cái dạng gạch trang trí ở phía viền tường này, là chúng ta ốp âm tường nha. Đó. Thì về dù thì chúng ta sử dụng bề lâu về dài cũng sẽ chống bụi bẩn này. Đó, và quý vị thấy rằng là khi mà nhà anh Điêm kê bộ bàn ghế hay là kê tủ đồ gì cũng sẽ thuận tiện hơn. Chúng ta sẽ không có vấn đề là không được sắp tường. Đó, rồi. Và để lấy được cái ánh sáng và độ thông thoáng, quý vị thấy rằng là ở đây có tới tận 4 cửa sổ nhá. 4 cửa sổ này và cả 4 cánh này chúng ta đều mở ra được. Ở đây là có rèm này. Đó, sẽ kết hợp cùng với cửa ra vào lấy độ thông thoáng cùng với không gian phòng khách. Đây, đây chính là một lối sẽ thông ra khu vực của sân. Đấy. Đây là thiết kế thêm của anh Điêm nhá. Đấy, quý vị thấy không ạ? Rất là đẹp đúng không? Rồi. Và với phòng khách này thì chúng tôi sẽ thiết kế dành cho anh Điêm là chúng ta sẽ giật một cấp nhá. Thiết kế theo phong cách của trần thạch cao. Và quý vị thấy rằng là như Minh Thưởng nói rồi, theo trần nguyên bản thì chiều cao của tầng 1 là 3m9, nhưng mà có thêm trần thạch cao thì sẽ là 3m6 nhá. Đấy. Và quý vị thấy rằng là chúng tôi sẽ đan xen tới tận 3 lớp này, 1, 2, 3 lớp. Đó. Thì rất là đẹp đúng không? Bên trong là chúng tôi đã có những cái đèn hắt sáng này, đèn âm trần này,
Và ở chính giữa là chúng tôi có thiết kế thêm một quạt trần để lấy không gian, cũng như là có độ mát dành cho các vị khách, rồi là các thành viên của nhà anh Điêm khi mà sử dụng ở đây. Và với cái không gian phòng khách này thì chúng tôi cũng đã gợi ý sẵn vị trí đặt bộ bàn ghế này, đặt tủ kệ tivi. Đây là những cái bộ đồ mà ngày xưa ở những ngôi nhà cũ mà anh Điêm sử dụng thôi. Đó thì anh đang lấy lại. Và tương lai thì trong năm nay anh sẽ thắm một cái bộ bàn ghế cực kỳ to và đẹp nhá. Và kích thước thì chúng tôi đã đưa ra gợi ý cho anh Điêm rồi. Đó. Rồi và tiếp theo xin mời quý vị sẽ đến với cái không gian tiếp theo nhá. Và không gian tiếp theo ở dưới tầng 1 chính là phòng vệ sinh nhá. Với diện tích chúng tôi thiết kế ở đây là 3m² nha quý vị. Đó. Và chúng tôi cũng đã gợi ý sẵn dành cho gia đình của anh khi mà ở đây dạng gạch lát nền là chúng ta sử dụng khuôn khổ là 20x20. Có những cái vân nổi lên theo hình dáng của đá cuội. Thì trong quá trình sử dụng về lâu về dài chúng ta sẽ chống chân trượt cực kỳ là tốt này. Và dạng gạch 20x20 thì chúng ta cũng sẽ chống cong vênh. Và bên cạnh đó là tạo cái độ dốc cực kỳ tốt để trong quá trình khi mà chúng ta lau chùi thoát nước sẽ tốt hơn. Đấy, ở trên là sử dụng cái khuôn khổ là 30x60 nhá, để ốp vào dạng tường ở đây. Đó. Thì sẽ có lớp bóng kính này, chúng ta có tưới nước vào lau chùi qua cực kỳ là sạch. Đấy, có thêm một ô cửa sổ này để lấy ánh sáng và độ thông thoáng. Đó, có đầy đủ luôn. Bồn rửa mặt, bồn vệ sinh, vòi hoa sen, tắm rửa. Đó, rồi. Và không gian tiếp theo dưới tầng 1 thì sẽ thiết kế dành cho anh Điêm, chính là một phòng ngủ. Và phòng này thì hiện tại đang dành cho bác trai, chính là bố của anh Điêm. Đó, diện tích phòng này là 11m² nha quý vị. Thì ở đây chúng tôi cũng đã bố trí sẵn nơi có đặt giường này, hướng đầu giường này, rồi đặt tủ quần áo này. Và ở đây là sẽ có một cửa sổ lớn hai cánh nhá. Đấy, quý vị thấy không ạ, hai cánh đây. Để lấy ánh sáng và độ thông thoáng dành cho bác khi mà sử dụng. Và cái khuôn khổ gạch ở phòng này thì chúng tôi sẽ đưa xuống là thành là 40x40 mà thôi. Thì nó sẽ giúp cho không gian phòng nó sẽ cân đối, hài hòa, đẹp mắt hơn. Và cái không gian cuối cùng của ngôi nhà anh Điêm chính là không gian của phòng bếp nha quý vị. Đấy. Đây chính là sảnh phụ để chúng ta đi ra bên ngoài nhá. Đó, quý vị thấy không ạ? Đây sảnh phụ này. Hiện tại thì anh chị đang nấu ăn thì chúng tôi sẽ giới thiệu qua một chút về bếp nhá. Đấy. Rồi. À, với không gian này hiện tại dành cho nhà anh Điêm là 17m². Và quý vị thấy rằng là cả hai gian phòng là khách và bếp chúng tôi sẽ làm thông với nhau như này. Thì trong quá trình chúng ta sử dụng nó sẽ trông thoáng hơn, nó đẹp mắt hơn đúng không? Và vì sao chúng tôi lại sử dụng gạch 80x80? Bởi vì là nó sẽ thông phòng khách. Cho nên là khi mà chúng ta sử dụng cả hai dạng gạch 80x80 như này ấy, nó sẽ giúp cho cân đối cả về ngôi nhà. Đó, rồi. Và khi mà chúng tôi xuống đây tính toán ấy, thì cũng đã dựa vào những cái tiêu chí khi mà chị vợ của anh Điêm chị đưa ra. Là chị hay nấu ăn, chị thích nấu ăn. Cho nên là làm sao nó rộng rãi một chút, nó di chuyển nó hài hòa, nó đẹp mắt một chút. Đó. Thì chúng tôi cũng đã dựa vào kích thước của tường này, diện tích của bếp này, chúng tôi đưa ra cái dạng bếp dạng chữ L như này. Đó, quý vị thấy không ạ? Đây là vị trí nấu ăn này, đây là vị trí rửa đồ này. Và vị trí này là nằm cạnh nhà vệ sinh nhá, nó sẽ hợp phong thủy hơn. Đó. Quý vị thấy rằng là mặt của tủ bếp là chúng tôi có thiết kế dạng đá. Đấy. Thì trong quá trình khi mà nấu ăn uống thì nó tức là anh chị có làm vương nước ra hoặc là bắn nước ấy, thì cũng sẽ chống mối mọt ở phía dưới này, nó cũng bền hơn này. Đó. Ở trên này có những cái dạng tủ nó cứ rất là đẹp như này. Đó. Đấy, quý vị thấy không ạ? Rất là đầy đủ để chúng ta cất đồ nha. Đấy, những cái dạng tủ cất đồ này. Đấy, bắt đồ ăn. Đấy, quý vị thấy không ạ? Quý vị thấy không ạ? Rất là tiên tiến đúng không? Kéo ra kéo lên này để chúng ta lấy bát này. Và nói rằng là anh chị sử dụng những cái đồ cực kỳ là hiện đại ngày nay. Đó. Rồi. Và quý vị thấy rằng là ở đây có thêm một cái cửa để đi ra phía bên sân ướt bên ngoài, bên hông. Đó. Thì khi mà anh chị nấu ăn này, mở cửa ra này, kết hợp cùng máy với lại máy hút mùi thì cũng sẽ giúp cho cái không gian ở đây nó sẽ chống bị mám mùi hơn rất tốt đúng không? Đấy. Và cái dạng sơn tường nhá, dạng sơn tường cả phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ thì đều sẽ lấy theo màu sắc hợp mệnh của anh Điêm, chính là cái màu vàng nhẹ. Và anh cũng muốn sẽ có cái màu vàng này, nó sẽ giúp cho không gian trở nên ấm áp hơn, đẹp mắt hơn. Đó. Và đan sen đây thì cũng sẽ là trần thạch cao dần một cấp cho quý vị. Có thêm dạng đèn âm trần này và có quạt trần. Hiện tại ở đây thì anh Điêm chúng tôi cũng đã bố trí sẵn cho anh một cái bàn ăn dành cho 6 thành viên
nhưng mà hiện tại thì anh chị cũng đang đặt về. Đó, rồi. Và tiếp theo xin mời quý vị sẽ đến với không gian ở trên tầng 2 nhé. Rồi, trước khi mà chúng tôi giới thiệu tới tầng 2 thì xin mời quý vị sẽ ngắm qua một chút về cầu thang này. Đấy, cầu thang đây chúng tôi sẽ làm sát khu vực tường ở dưới tầng 1 nhé. Đấy, quý vị thấy rằng là đâu đó diện tích cũng tới tầm 1,5 m đấy. Đấy, rất là rộng đúng không? Đó. Và dạng đây thì chúng tôi sẽ sử dụng chất liệu đó là đá granite mặt đen cổ trắng nhé. Thì trong quá trình khi mà di chuyển ấy thì anh chị cũng sẽ cực kỳ thuận mắt này. Đấy, quý vị thấy không? Đó, sáng trắng, sáng đen. Đó. Và đặc biệt nha, một thiết kế quý vị cũng có thể tham khảo đó là cái lan can. Đấy. Thì anh chị sẽ ốp ở bên ngoài như này. Đó. Thì chúng ta sẽ vừa có thêm cái diện tích đi lại này. Cái thứ hai khi mà anh chị lau chùi ấy thì cũng sẽ thuận tiện và dễ dàng hơn đúng không? Chúng ta sẽ không có những cái dạng cột ở đây. Đó, tiết kiệm hơn này và nó sẽ chống bụi bẩn ở đây. Nó rất là đẹp. Đó. Thì quý vị phải nên tham khảo như này. Rồi. Và với cái chiều cao khi mà mình thường đưa ra thì số bậc cầu thang của nhà anh Niêm là 27 bậc nha quý vị, là số lẻ, là một số may mắn. Đó. Rồi, và ở đây thì chúng tôi có thêm một cái cửa sổ hai cánh như này. Đấy. Kết hợp cùng với một cái đèn sáng để giúp cho không gian của khu vực cầu thang đi lại thì cũng sẽ thuận tiện hơn. Ở đây là chúng tôi có thiết kế thêm hai chiếu nghỉ nha. Đó. Giúp cho không gian trở nên rộng rãi hơn. Rồi. Rồi, và quý vị thân mến, vị trí của Minh Thường đang đứng đây chính là tầng 2 nhá. Quý vị thấy rằng là từ cầu thang đi lên thì tất cả các công trình này đã làm lùi về phía bên tay phải và chúng ta đã có một cái lối hành lang cực kỳ rộng như này. Đâu đó cũng rơi vào tầm 80 phân, đó, chiều dài 80 phân để trong quá trình khi mà di chuyển cũng sẽ dễ dàng hơn. Và với trên tầng 2 nhà anh Điềm ấy thì sẽ có 3 phòng ngủ nhá, 3 phòng ngủ, một phòng thờ, một phòng vệ sinh. Và trong 3 phòng ngủ này thì chúng ta sẽ có một phòng khép kín master nhá. Rồi, xin mời quý vị vào đây. Đây ạ. Đây chính là phòng khép kín master đang dành cho vợ chồng của anh Niêm. Đó. Tổng diện tích của không gian này rơi vào đâu đó là 17 m² nha quý vị, 17 m². Đó. Và cái không gian dùng để ngủ là 13 m² này và phòng vệ sinh ở bên trong phòng là 4 m². Đấy. Thì cái dạng gạch và thiết kế giống như phòng vệ sinh chung ở tầng 1 nhé. Ở trên này thì chúng tôi cũng đã bố trí sẵn dành cho vị của anh chị, đó là nơi đặt giường này, đặt tủ quần áo ở đây và sẽ có thêm một bàn trang điểm, bàn làm việc của anh chị. Đó. Và quý vị thấy rằng là chúng tôi đã có thêm một cái cửa sổ hai cánh đan xen cùng với đó là rèm như này thì cũng sẽ thuận tiện lên ánh sáng và độ thông thoáng để anh chị sử dụng ở trong căn phòng. Với phòng của anh chị thì chúng tôi sẽ thiết kế theo trần thạch cao giật một cấp, có đèn hắt sáng bên trong và đèn âm trần bên ngoài nhé. Đó, rất đẹp đúng không? Rồi. Rồi, tiếp theo này, đây là phòng vệ sinh chung ở trên tầng 2 dành cho các con cũng như các vị khách của nhà anh Niêm. Phòng này cũng có diện tích là 4 m², thiết kế tương tự như phòng vệ sinh ở tầng 1. Đó, rồi. Đây ạ, ở đây là phòng thứ hai, là một phòng đơn nhé. Phòng này hiện tại là anh chị chưa dùng, cũng chỉ là đang để nơi cất đồ mà thôi. Diện tích của phòng này là 11 m² nha quý vị, 11 m². Ở đây là chúng tôi có thiết kế thêm hai cửa sổ đơn này. À, đây là một cửa sổ đôi này. Đó, để lấy ánh sáng và độ thông thoáng. Có rèm bên trong, tương tự. Đó, có phải thấy không ạ? Trần là trần nguyên bản mà thôi. Đấy, 11 m nhé. Đó, rồi, chúng ta sẽ sang với không gian tiếp theo này. À, tiếp theo, đây là một phòng, cũng là một phòng đơn. Đấy, hiện tại thì anh cũng đang dự kiến là dành cho con trai của mình. Đó. Thì phòng này cũng có diện tích là 11 m nha quý vị. Có một cửa sổ đôi này, đó, trần nguyên bản. Đó. Quý vị thấy không ạ? Rất rộng đúng không? Thoải mái sử dụng. Đấy, thì một cháu trai cũng sẽ thuận tiện sử dụng đúng không? Rồi, và dọc lối hành lang quý vị thấy này, một cửa sổ đơn. 4 cửa sổ bên này nữa. Wow. Phải nói rằng là khi mà mở ra ấy, thì tầng 2 cực kỳ thoáng nhá, không hề bị bí một tí nào. Di chuyển từ các phòng sang khu vực khác phải nói cực kỳ thoáng và cực kỳ đầy đủ ánh sáng. Và không gian bên ngoài cùng của trên tầng 2 thì anh Điêm có thiết kế chính là một phòng thờ. Đây ạ. Và phòng thờ này thì có diện tích rơi vào đâu đó là tầm 7 m², 7,5 m². Như quý vị. Đấy. Và vị trí bàn thờ này là chúng tôi cũng đã tính toán nhé. Đấy, khi mà chúng tôi bay flycam này thì vị trí đặt bàn thờ đây là nơi tọa cát, hướng cát. Nó sẽ mang lại vừa cái sự trang trọng đó, rồi sự nghiêm trang của phòng thờ. Và quý vị thấy rằng là ở đây có thêm một chiếc phản
nhỏ này. Đó, quý vị thấy không ạ? Rất đẹp đúng không? Ở đây chúng tôi có thiết kế thêm một cửa sổ đơn bên này để lấy ánh sáng một độ thông thoáng dành cho phòng thờ. Và không gian mà Minh Thuật yêu thích nhất ở trên tầng 2, đây chính là ban công quý vị ạ. Wow. Phải nói rằng là đứng ở vị trí như này thì nó mát, nó đẹp quý vị ạ. Quý vị thấy rằng là ở phía dưới là chúng ta sẽ có một sân vườn đầy hoa, đầy cây cảnh khi mà anh chị trồng. Và ở đây thì anh Niêm cũng đã chia sẻ rằng là anh sẽ đặt một bộ bàn ghế ở đây để uống trà nha quý vị. Đó, để uống trà. Đó. Và lan can đây là bằng nhung hộp nhá. Ở dưới này là chúng tôi có thiết kế kính cường lực này. Đó. Thì một là anh chị sẽ đặt hai cái gọi là chậu cây cảnh đây. Đó, để giúp cho mặt tiền đẹp mắt hơn. Còn không gian ở giữa này sẽ đặt một bàn trà uống nước, vừa ăn sáng vừa ngắm cái cảnh ở phía dưới. Đẹp quá. Rồi. Đó, quý vị thấy không ạ? An sen màu sắc màu nâu này. Đây, hệ cột trên tầng 2 mà Minh Thường giới thiệu ban đầu đấy. Đây, quý vị thấy không ạ? An sen giữa trắng và nâu nhá. Rất đẹp đúng không? Đó. Thì đây chính là về thiết kế về công trình mà chúng tôi đã mang lại dành cho anh Niêm ở tầng 1 và ở tầng 2 nhá. Quý vị thấy thế nào về công trình này ạ? Và vừa rồi thì Minh Thưởng đã giới thiệu tới quý vị về mẫu nhà 2 tầng mái Nhật mang phong cách thiết kế hiện đại của nhà vườn đã được chúng tôi trực tiếp thiết kế dành cho chủ đầu tư là anh Niêm. Và nếu như quý vị cũng yêu thích về mẫu thiết kế này thì hãy liên hệ từ số hotline của chúng tôi qua số 0844 878 666 hoặc qua số 0396 65 6596 để đội ngũ tư vấn thiết kế của chúng tôi gọi điện và mang tới cho quý vị về những thiết kế đẹp mắt và ưng ý nhất. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.